Xin chào toàn thể các bác chơi BCP nhé. Hôm nay chương trình khai xuân đầu năm. Đấy, khi các bác mua laser bên em sẽ được tặng thêm một quả pin nhé. Quả pin sâu cua nhé. Đấy. Khai xuân đầu năm em tặng 30 khách hàng đầu tiên nhé. 30 khách hàng đầu tiên khi mua laser sẽ được tặng thêm một quả pin, giá không đổi. Thì sau đây em sẽ không làm mất thời gian của bác nữa. Em xin giới thiệu chi tiết về các mẫu laser bên em. Đầu tiên em xin giới thiệu mẫu laser nhỏ nhé, laser nhỏ này. Đấy. Laser nhỏ này dùng bằng pin cúc áo các bác nhé. Thì nó có kẹp, một là kẹp lồng, hai các bác nào dùng kẹp dây thì alo shop và cho tôi bộ kẹp dây nhé. Chỉ một trong hai thôi nhé. Pin thì pin cúc áo đây. Sẽ tặng cho bác thêm 3 quả pin cúc áo đi theo nhé. Và lục giác nhé. Một bộ laser nhỏ này thì hiện tại bên shop đang bán với giá là 160.000 bao gồm cái phí cước vận chuyển về tận nhà mình nhé. Mẫu thứ hai em giới thiệu cho bác về cái mẫu laser đầu đạn. Laser đầu đạn thì có hai tia nhé, một loại tia đỏ và một loại tia xanh. Đấy. Phụ kiện nó sẽ một kẹp dây phi 20 và phi 11 nhé. Đấy. Kẹp lồng phi 16 nhé. Đấy. Có lục giác nhé, lục giác để các bác chỉnh nhé. Đầy đủ sạc nhé, sạc khi mà hết pin mình có thể sạc điện lưới nhé. Riêng cái dòng cái laser này thì hết pin mình có thể sạc điện lưới này, rất tiện lợi luôn. Và một cái đuôi chuột. Tia đỏ hiện tại bên shop đang bán với giá là 280.000, đã bao gồm cước phí vận chuyển tận nhà mình nhé. Đấy, tia xanh, mẫu tia xanh thì nó rơi vào 320.000. Đấy, 320.000. Tia của nó rất nhỏ, tròn tia nhá, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, soi tia xanh thì mình bắn cả ngày cả đêm đều được nhá. Đấy, ánh sáng cực kỳ mạnh. Tia đỏ thì mình chủ yếu mình bắn ban đêm nhá, ban đêm. Yeah. Mẫu thứ ba em giới thiệu cho bác về cái mẫu laser to nhá, laser to đây. Laser to. Đấy, nó có phần chỉnh tâm này, lên xuống trái phải này. Đấy. Cái mẫu này thì nó đặc biệt hơn là nó chống nước hiệu quả nhé. Chống nước hiệu quả. Mình có thể xoáy cái này, mình chỉnh tâm xong mình lại xoáy chụp vào nhé. Cực kỳ hiệu quả và chống nước an toàn nhé. Đấy. Bên em cái loại này thì nó có kẹp tay phi 11 nhé, 11 hoặc là 20. Đấy, bác nào dùng 20 thì bảo shop là tôi lấy dây 20 hoặc là tôi lấy dây 11 nhé. Đấy. Tia của này cực kỳ đẹp luôn nhé, tia tròn rất nhỏ. Đấy. Tia xanh là 350.000, còn tia đỏ của nó là 320.000 nhé. Đấy. Các bác nhanh tay nhé, nếu các bác nào đặt mua sớm nhất 30 ưu đãi cho 30 khách hàng đầu tiên nhé. Khi mua laser sẽ được tặng thêm pin nhé. Đấy. Chỉ 30 khách hàng thôi nhé. Để bác nào nhanh tay thì hãy liên hệ đến hai đầu số của shop. Một video ngắn em làm đến đây xin được kết thúc tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ. Xin chào các bác.